Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn một năm mới an khang thịnh vượng, hạnh phúc, nhiều sức khỏe và sẽ có những giây phút trải nghiệm tuyệt vời trên kênh của chúng tôi. Đến với chương trình ngày hôm nay, hãy cùng tin tức 24 giờ TV điểm qua những tin tức nóng nhất đáng chú ý có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ ngày hôm nay, mời quý vị đến với những tin chính sau đây. Bé trai sơ sinh ở Bình Phước bị bỏ rơi trước nhà dân chiều mùng năm Tết. Bốn người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không có tiền trả phí cách ly, xét nghiệm COVID-19. Tạm giữ đối tượng cướp sập bất thành, lại giả vờ vô can thăm hỏi nạn nhân. Khởi tố đối tượng đột nhập nhiều khách sạn cướp tài sản ở Hà Nội. Triệu tập nhóm người giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ ở Thái Nguyên. Lộ danh tính nhiều người được đại học Đông Đô cấp bằng giả. Citibank mất 50 triệu đô la Mỹ vì chuyển nhầm cho khách hàng. Sau đây, mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Bé trai sơ sinh ở Bình Phước bị bỏ rơi trước nhà dân chiều mùng 5 Tết. Mới đây sau khi tiến hành kiểm tra sức khỏe, Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản Bình Phước đã bàn giao bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cho chị NTH 34 tuổi, ngụ tại xã Quang Minh, huyện Trân Thành. Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 16 tháng 2, tức mùng năm Tết, chị NTH đang ở trong nhà thì nghe tiếng khóc của trẻ sơ sinh phía ngoài cửa nhà. Chị Hát chạy đến kiểm tra thì bất ngờ thấy một bé trai sơ sinh còn đỏ hòn, đã được cắt dây rốn, được bập trong một chiếc áo khoác cũ và túi ni lông màu đen đặt trước cửa nhà. Sự việc sau đó được trình báo chính quyền xã Tân Quan, huyện Hớn Quản vì gia đình chị Hát ở gần Ủy ban Nhân dân xã Tân Quan. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã xuống hiện trường cùng người dân đưa cho bé vào trạm y tế xã Tân Quan cấp cứu và lập biên bản về vụ việc. Chiều cùng ngày, cho bé đã được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản để chăm sóc. Bà Phạm Thị Thu Hương, khoa ngoại sản Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản cho biết, thời điểm bé được đưa đến Trung tâm Y tế, cho bé chỉ vừa được sinh cách đó vài giờ, cân nặng 3,3 kg. Một số bà mẹ đang nuôi con nhỏ tại Trung tâm Y tế và địa bàn xung quanh đã đến tình nguyện cho bé bú. Biết thông tin, một số người dân mang sữa, chăn màn, tã lót, quần áo trẻ sơ sinh đến cho cháu bé. Hiện tại, cháu bé đã tạm thời được bàn giao cho gia đình chị Hát cùng Trung tâm Y tế huyện Hớn Quản tiếp tục chăm sóc và theo dõi sức khỏe. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Quan cũng đã hướng dẫn chị Hát đến Ủy ban Nhân dân xã Quang Minh, huyện Trân Thành. Báo cáo sự việc bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước nhà chị để thông báo tìm người thân của cháu bé. 4 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, không có tiền trả phí cách ly, xét nghiệm COVID-19. Mới đây, Công an tỉnh Quảng Trị đã có văn bản gửi Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Trị. Theo đó, trong quá trình lập kế hoạch xử lý vi phạm và áp giải, trao trả, buộc xuất cảnh đối với 4 người Trung Quốc, gồm Li Chi Chiang Shu Fa, Miang Shui, Chiang Biao, nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Công an tỉnh Quảng Trị có một số đề nghị để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Bốn người trên bị công an phát hiện bắt giữ vào ngày 1 tháng 2 tại thôn Tân Định, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, sau đó được đưa đi cách ly y tế tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, thị xã Quảng Trị từ ngày 1 tháng 2 đến 21 tháng 2. Theo công an tỉnh Quảng Trị, hiện phòng quản lý xuất nhập cảnh đã hoàn tất thủ tục dẫn giải bốn người này đến cửa khẩu Hữu Nghị Lạng Sơn và trao trả cho phía Trung Quốc vào ngày 22 tháng 2. Tuy nhiên qua khai thác thông tin, bốn người nói trên cho biết không có khả năng tài chính để chi trả cho chi phí cách ly, xét nghiệm COVID-19 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, thị xã Quảng Trị. Công an tỉnh Quảng Trị đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Quảng Trị trích kinh phí để chi trả mọi chi phí nêu trên. Đồng thời, hỗ trợ chi phí cho việc thực hiện áp giải, trao trả, buộc xuất cảnh bốn người Trung Quốc này. Tạm giữ đối tượng cướp giật bất thành, lại giả vờ vô can tham hỏi nạn nhân. Mới đây, công an huyện Thanh Trương, tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị đang tạm giữ Nguyễn Văn Mạnh, sinh năm 1999, trú tại xã Thanh Tiên, huyện Thanh Trương, Nghệ An để làm rõ về hành vi cướp giật tài sản. Sự việc xảy ra vào chiều ngày 16 tháng 2, tức ngày mùng 5 Tết, Mạnh điều khiển xe máy lưu thông trên đường Mòn Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Thanh Mỹ và Thanh Hương khi đang đi trên đường, mạnh nhìn thấy cô gái trẻ điều khiển xe ga lưu thông cùng chiều nên áp sát và ra tay giật tài sản. Sự việc khiến cô gái bị ngã xuống mương thoát nước bên đường, mạnh cũng bị ngã. khi đứng dậy thay vì bỏ đi, mạnh vờ làm người đi đường đến hỏi thăm tình hình sức khỏe của cô gái. tuy nhiên về sau mạnh bị phát hiện chính là kẻ cướp nên bị người dân giữ lại và giao cho cơ quan công an. khởi tố đối tượng đột nhập nhiều khách sạn cướp tài sản ở Hà Nội. Mới đây, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Hoàn Kiếm cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối tượng Lê Đình Hùng, sinh năm 2000, trú tại Quảng Vinh, Sầm Sơn, Thanh Hóa về tội trộm cắp tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, cho biết khoảng 2 giờ ngày 7 tháng 2 năm 2021, Hùng đột nhập vào khách sạn số 14 Trần Đình Trọng, phường Trần Hưng Đạo, trộm cắp 5 triệu đồng cùng với một điện thoại Xiaomi Redmi 7 của nhân viên lễ tân nằm ngủ tại sảnh tầng 1. Sau khi gây án, đối tượng di chuyển trên các tuyến phố để tìm kiếm khách sạn nào sơ hở sẽ vào trộm cắp tài sản. Đến khoảng 3 giờ 45 phút cùng ngày, đối tượng tiếp tục đột nhập vào khách sạn số 14 Thọ Sương, phường Hàng Trống. Trong lúc đang lục đồ ở khách sạn, Hùng bị nhân viên lễ tân phát hiện, hô hoán người dân bắt giữ và bàn giao cho công an phường Hàng Trống. Tại cơ quan công an, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Đấu tranh khai thác, Hùng còn khai nhận đã trộm cắp một chiếc điện thoại iPhone XS Max tại khách sạn 75 Phủ Doãn vào ngày 22 tháng 1 năm 2021. Hiện vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Triệu tập nhóm người giả mạo văn bản cho học sinh nghỉ ở Thái Nguyên Công an tỉnh Thái Nguyên mới đây cho biết đơn vị đã triệu tập 3 người đăng tải thông tin giả mạo công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc cho học sinh nghỉ học do dịch COVID-19. Quá trình xác minh, Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh Thái Nguyên đã triệu tập các chủ tài khoản Facebook Quỳnh Nga do BTQN ở phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên là chủ tài khoản, Bích Ngọc do NTB ở phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên làm chủ tài khoản và trang fanpage Yêu con người Phú Lương do BVN ở huyện Phú Lương quản lý. Ba chủ tài khoản Facebook trên thừa nhận do lấy thông tin trên mạng xã hội chưa được kiểm chứng đăng tải mục đích thông báo cho mọi người biết lịch nghỉ học của học sinh liên quan đến phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước đó vào ngày 15 tháng 2, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh chụp văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành cùng ngày do ông Vũ Hồng Bắc, chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ký về việc cho học sinh sinh viên nghỉ học để phòng chống dịch. Người ký quyết định là ông Vũ Hồng Bắc đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 12 năm 2020 còn chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên đương nhiệm là ông Trịnh Văn Hùng. Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, sở thông tin và truyền thông Thái Nguyên khẳng định bức ảnh về văn bản trên là giả mạo, đã được chỉnh sửa cắt ghép và đăng tải nội dung sai sự thật. Lộ danh tính nhiều người được đại học đông đô cấp bằng giả. Mới đây, nguồn tin của phóng viên cho biết cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung, đồng thời đề nghị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố 10 bị can về tội giả mạo trong công tác xảy ra tại trường Đại học Đông Đô. Trong kết quả điều tra bổ sung, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an làm rõ 203 người được Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả. Căn cứ vào kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an đã lập danh sách cung cấp cho viện kiểm sát nhân dân tối cao kèm theo hồ sơ vụ án 203 trường hợp được Đại học Đông Đô cấp bằng giả. Trong vụ án, cơ quan điều tra cho rằng bị can Dương Văn Hòa, nguyên hiệu trưởng Đại học Đông Đô phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 203 cá nhân đã được Đại học Đông Đô cấp văn bằng giả, có vai trò đồng phạm với ông Hòa. Chín bị can khác là các nguyên lãnh đạo, cán bộ Đại học Đông Đô, vì động cơ vụ lợi nên tham gia cấp hàng trăm bằng cử nhân tiếng Anh cho các cá nhân mà không qua tuyển sinh, đào tạo hoặc chưa đủ điều kiện cấp bằng. Trong số các bị can, Nguyễn Thị Ngọc Thái, nguyên cán bộ Đại học Đông Đô, bị cơ quan điều tra cáo buộc phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 17 cá nhân đề nghị in bằng giả. Cơ quan điều tra đã liệt kê danh tính của 7 trường hợp, gồm Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Hồng Ký, Bùi Xuân Dương, Phạm Đình Quang, Nguyễn Văn Trung, Trần Việt Tuấn và Nguyễn Phan Thị Thủy Dung. Đối với các cá nhân được trường Đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả, có tên trong nội dung trao đổi tin nhắn giữa bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái và bị can Phạm Văn Thùy, nguyên cán bộ nhà trường, gồm Chu Minh Anh, Trần Trọng Dương, Nguyễn Thành Đồng, Nguyễn Thị Lệ Hằng, Nguyễn Thị Huyền, Bùi Văn Tiên, Đoàn Hải Yên, Đỗ Tiến Minh, Vi Quỳnh Hoa, Hoành Hạnh Phương, Phùng Thị Hương, Phạm Ngọc Trưởng, Nguyễn Hoàng Phúc. Tài liệu chứng cứ thu thập không đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thị Ngọc Thái tham gia làm thủ tục để trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho các cá nhân này. Tuy nhiên, căn cứ và kết quả điều tra có đủ cơ sở để kết luận bị can Nguyễn Thị Ngọc Thái có hành vi tham gia hợp thức hồ sơ để trường đại học Đông Đô cấp văn bằng 2 tiếng Anh giả cho 17 trường hợp. Ngoài ra, Nguyễn Thị Ngọc Thái còn tham gia làm giả quyết định số 507 quy đề ngày 30 tháng 12 năm 2015 về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học hệ văn bằng thứ hai năm 2015 và danh sách kèm theo có 382 học viên trúng tuyển về xử lý hậu quả việc làm cấp bằng giả, cơ quan điều tra đã kiến nghị đơn vị chủ quản của các cá nhân sử dụng văn bằng và cơ sở giáo dục mà họ dùng bằng giả để làm hồ sơ học thạc sĩ, tiến sĩ, xử lý sai phạm, khắc phục hậu quả. Với những trường hợp là cán bộ nhà nước đã nhận bằng giả nhưng không sử dụng, cơ quan công an cũng gửi thông báo để nơi chủ quản xử lý. Hiện cơ quan tố tụng ghi nhận 43 trường hợp đã có kết quả xử lý. Nhà chức trách tiếp tục đề nghị các cơ quan đơn vị có biện pháp xử lý người sử dụng bằng giả và cung cấp kết quả. Ngoài ra, Bộ Công an đã thu hồi 127 văn bản giả trong số 203 trường hợp bị phát hiện. Cơ quan điều tra xác định 24 cá nhân chưa nhận bằng. Những người còn lại đã nhận giấy tờ giả nhưng làm mất, thất lạc hoặc tự thiêu hủy. Cơ quan tố tụng xác định tổng số tiền học phí hệ văn bằng 2 tiếng Anh Đại học Đông Đô thu hơn 24 tỷ đồng. Tuy nhiên, trường này chỉ cung cấp danh sách 2.500 người, không có địa chỉ cụ thể, đã nộp hơn 18 tỷ đồng. Trong số 203 người bị xác nhận bằng giả, cơ quan điều tra chỉ có tài liệu xác định Đại học Đông Đô đã thu hơn 2,6 tỷ đồng của 166 cá nhân. Citibank mất 500 triệu đô la Mỹ vì chuyển nhầm cho khách hàng. Sau khi phạm phải một trong những sai lầm lớn nhất trong lịch sử ngân hàng, Citibank sẽ không được phép thu hồi gần nửa tỷ đô la Mỹ mà họ đã vô tình chuyển nhầm cho khách hàng. Một thẩm phán của tòa án Mỹ vừa ra phán quyết. Citibank vốn đóng vai trò là đại diện cho vay của công ty mỹ phẩm Revlon. Ngân hàng này có nghĩa vụ gửi khoảng 8 triệu đô la Mỹ tiền lãi cho một nhóm các bên cho công ty mỹ phẩm này vay. Thay vào đó, Citibank đã vô tình chuyển 900 triệu đô la Mỹ cho những công ty này. Vào tháng 8 năm 2020, Citibank đã đệ đơn kiện để tìm cách lấy lại tiền chuyển nhầm của mình. Nhưng đến giờ, họ vẫn chưa nhận lại được 500 triệu đô la Mỹ từ 10 trong số những công ty tư vấn đầu tư kể trên vì họ cho rằng số tiền thừa kia là tiền gốc. Thông thường, những người nhận nhầm tiền chuyển khoản sẽ buộc phải trả lại hoặc thậm chí là bị trừng phạt nếu lỡ dùng số tiền chuyển nhầm. Nhưng luật New York có những ngoại lệ đối với quy tắc này, Luật cho rằng những người thụ hưởng có quyền nhận tiền và giữ lại nếu không biết rằng nó bị gửi nhầm. Trong trường hợp này, các công ty cho vay của Revlon cho biết họ tin rằng Citibank đã chuyển khoản trả trước cho họ số tiền gốc vì số tiền này khớp với số tiền mà họ đã cho công ty Revlon vay trước, dù đó chưa đến thời điểm đáo hạn. Tại phiên tòa, thẩm phán Jesse M. Friedman tại tòa án quận Manhattan, New York cho rằng bên cho vay có lý do để cho rằng việc Citibank chuyển trả cả tiền gốc là có chủ ý nên họ không cần phải trả lại 500 triệu đô la Mỹ. Chưa kể chính Citibank cũng không nhận ra sai sót của mình cho đến gần một ngày sau đó. Ông Benjamin Fitzneston, người đại diện cho hai bên cho vay là công ty Bracket và SPS Investment Partners cho biết: "Chúng tôi vô cùng hài lòng với quyết định chu đáo, kỹ lưỡng và chi tiết của thẩm phán Furman. Phía Citibank cực lực phản đối quyết định trên và dự định sẽ kháng cáo." Citigroup cho biết trong một tuyên bố. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quyết định này và có ý định kháng cáo. Chúng tôi tin rằng số tiền đó của chúng tôi và sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện thu hồi hoàn toàn số tiền trên. Trong thời gian đợi Citibank kháng cáo, thẩm phán Fortman vẫn tạm thời ngăn chặn 10 công ty đầu tư sử dụng số tiền kể trên. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24 giờ TV. Cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của tin tức 24h TV. Kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng và thật nhiều hạnh phúc.